Để làm cà phê mocha đúng chuẩn thì mình phải dùng bằng cà phê espresso, nhưng mà nếu các bạn không có điều kiện sắm máy để pha espresso thì mình có thể thay bằng cà phê phin. Thì hôm nay thì mình sẽ chỉ với các bạn cách làm bằng cà phê phin. Đầu tiên thì mình sẽ làm hỗn hợp cà phê và cacao. Thì mình sẽ cho 10g bột cacao không đường nguyên chất vào ly. Kế tiếp mình sẽ cho 10ml nước đường. Và tiếp theo là 25ml sữa đặc vào. Sau đó khuấy hỗn hợp cho hỗn hợp sánh và mịn lại. Mục đích của việc làm này là để giúp cho cacao tan nhanh hơn và tránh cho việc cacao còn lợn cợn khi mà mình cho cà phê hay là nước nóng vào trực tiếp. Sau khi mà mình khuấy sơ xong thì mình sẽ cho 30ml cà phê phin vào và tiếp tục khuấy đều. Trong video là mình dùng Robusta, thì các bạn căn cứ vào loại hạt mà các bạn dùng để các bạn căn chỉnh thêm nguyên liệu. Rồi các bạn khuấy đều nè. Khi mà khuấy đều thì cà phê và cacao nó sẽ hòa quyện lại với nhau nè. Và cacao nó sẽ không còn lợn cợn. Để tăng thêm vị béo thì mình sẽ cho 10ml sữa béo rít vào và khuấy tan. Bước tiếp theo thì mình sẽ sục sữa lạnh. Mình sẽ cho 100ml sữa tươi thanh trùng và cây đánh sữa lạnh và bắt đầu sục. Sữa tươi phải làm lạnh trước thì mình sục nó mới lên bọt nha các bạn. Và mình sục cho tới khi nào cái tay mình cảm giác nặng thì ok. Khi mà hoàn thành xong hai bước thì mình sẽ cho đá vào ly. Ly này là size 500 nha các bạn. Rồi mình khi sau khi cho đá thì mình sẽ cho sữa tươi lên trước. À, trong video thì mình cho đá hơi đầy, các bạn phải giảm xuống thì khi các bạn chế cacao nó sẽ không tràn như trên clip. Mong các bạn thông cảm. Theo đánh giá của mình thì món này nó ngon hơn bạc xỉu truyền thống. Món này cân bằng đủ vị ngọt, đắng và thơm béo, và nó có thêm vị nhẫn của cacao nữa. Các bạn nhớ đừng đổ đầy đá quá nha, nếu không nó sẽ tràn như trên clip á. Và bắt buộc phải dùng nắp cầu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của mình. Nếu mà thấy video của mình hay hay bổ ích thì các bạn hãy cho mình một lượt đăng ký và chia sẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.